Chào mừng các bạn đến với Chạy Chó GV. Hôm nay mời các bạn cùng xem đàn chó con của chó cái giống Laika. Laika là con chó cái gây giống bởi Chạy GV. Hiện tại thì Laika sống tại Kon Tum. Đây là bố và mẹ của đàn chó Bruno và Laika. Thì đàn chó con này ở cái thời điểm quay video này là nó đang là ở cái thời điểm là 2 tháng rưỡi, 2 tháng mười mấy ngày. Đàn chó con này thì có 4 con, 2 được 2 cái. Laika sống lớn lên và sống tại Kon Tum với chủ nuôi. Trại chủ là Ngọc Thiện. Đây là hình ảnh đang quay tại trại chó ở Kon Tum. Laika đàn này thì Laika ra lấy giống của đực mới nhập của trại GV là Bruno từ Kon Tum ra Hà Nội để lấy giống. Ở đàn chó con này thì từ lúc đẻ ra nó đã là một cái đàn chó với cái khung gọng cao và dài. Ở cái lứa tuổi này thì nó đang ở cái lứa tuổi dở dang, nó hơi quá để mà mình có thể nhìn nét của con chó. Vẫn trong cái khoảng nhìn được, nhưng mà ở cái lứa này là ở cái thời điểm này là con chó nó hơi nhỡ rồi. Cái thời điểm nhìn cái nét của con chó tốt nhất là nó ở cái thời điểm, nếu mà nhìn mặt thì nó sẽ ở rơi vào thời điểm trong khoảng từ 4 đến 8 tuần tuổi, tức là khoảng trong khoảng 1 tháng, 1 tháng rưỡi gì đấy. Đây, giai đoạn này thì vẫn nhìn được nét mặt, nhưng giai đoạn này thì có cái lợi thế hơn là chúng ta có thể nhìn được khung vọng của con chó. Các bạn có thể thấy cái tỷ lệ của con chó là người nó dài. Đây là giống với lại chó bố Bruno. Đây là cái thời điểm đàn chó ở cái thời điểm 1 tháng còn đang tìm mẹ và tập ăn. Thời điểm này là cái thời điểm cũng là cái thời điểm chúng ta có thể nhìn cái nét mặt của con chó được rồi. Đây, các bạn có thấy chó con giống với lại con bố Bruno không? Nhìn cái nét mặt này là không lệch đi đâu được. Thì cái đàn chó con này đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định là đây sẽ là một cái đàn chó con với khung gọng cao, dài, kiểu dáng sẽ như là con đực giống Bruno. Nó là một con chó có cái khung gọng cao dài và nó di chuyển được cho đàn con. Đàn chó này thì màu mảng của nó đây, như là đang xem ở cái thời điểm nó 1 tháng này, nhưng mà nếu mà mọi người xem cái thời điểm 2 tháng rưỡi ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái màu mảng của con chó, nó cái mảng màu vàng của nó rất là rực rỡ, sậm màu. Và cái chất lông của đàn chó thì cũng rất là ngắn, nên là một cái chất lông tốt với lại chó Rottweiler. Đây, xem ở cái giai đoạn 1 tháng tuổi thì các bạn thấy là cái đàn chó này, cái thông minh, cái biểu cảm của nó phát triển từ rất sớm. Chủ gọi và chó chạy ra đấy. Đấy, chạy và chạy rất là biểu cảm, phấn khích. Cái khoảng thời gian ở cái thời điểm như thế này là cái thời điểm đấy sủa đấy. Có rất nhiều người nói là cái con chó nuôi rất to rồi mà không biết sủa thì nó cũng là một cái lạ.
đấy, đây. Các bạn vừa mới nghe đấy, cái con này này, đây chính là con vừa sủa xong đấy. Như các con chó ở trại Gervie mình cũng vậy, rất là thường xuyên thấy là con chó nó ở cái giai đoạn nó nhỏ tí như này nó cũng đã biết sủa rồi, nô đùa với nhau rồi dọa dẫm nhau khi mà chúng nó nô. Cái video này thì nó có hai thời điểm nhé. Ở cái giai đoạn đầu của video là thời điểm đàn chó nó 2 tháng rưỡi. Và cái thời điểm này là cái thời điểm đàn chó nó 1 tháng. Đàn chó này là một cái đàn chó lớn nhanh. Bình thường thì ở cái thời điểm khoảng 3 tháng thì nó mới có thể to như là cái thời điểm 2 tháng rưỡi của cái đàn chó này. Cảm ơn các bạn đã xem các video của trại chó Gervie. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.